chị. Chị cho em căn dấu này nhé. Không, căn dấu này ba mua cho chị, của chị. Mua đây, không, mua trả chị. Masa. Tại sao chị không nhường cho mình nhỉ? Là tại sao lúc mình được sinh ra, chị yêu mình lắm cơ mà. Con gái ơi. Vâng. Sao con này buồn thế? Đấy mà tới đây em cái gì cũng rằng ở con. Ngay bạn gấu bé nhỏ ba tặng con em cũng rằng ở con. Em chả chịu nhường con gì cả. Em lấy tất cả mọi thứ của con. Con gái này. Ba biết đấy, hai chị em là phải thương yêu nhau nhớ chưa? Bởi vì ngày xưa đấy, con thấy tin mẹ có bầu ấy, có em bé đấy, con vui sướng như thế nào? Ngày đấy. Mẹ ơi mẹ. Con gái này. Ôi trời ơi, tự nhiên hôm nay lại về đi học về để đòi xin em bé là sao con? Tại vì là con thấy bạn Hà bạn ấy có em bé đáng yêu. Thế à, con thích có em à? Thế có em thì con sẽ làm gì cho em nào? Búp bê với cả gờ bông hoặc là đồ ăn chắc cũng chơi hết em bé. Thế à, rồi con cứ ngoan đi nhá. Để sẽ cho sinh cho em con một em bé thật là xinh đúng không? Chắc là chị sẽ rất là chiều em đúng không? Thế thôi nào, đi vào nhà thế nào con? Mẹ ơi mẹ. Con gái đi học về rồi à? Trời ơi, sao em vui thế? Hôm nay con được điểm 10, con lại phát cho con cái bánh này đấy. À thế à? Bố có thể cho con cả con mặt cả con gấu. Ôi, ba mua cho chú gấu xinh quá. Con biết là cái bánh này rất ngon, con không ăn đâu, con chạy em bé. Em chưa ăn được nên bây giờ con gái. Thế thì mẹ ăn đi, chạy em cần ăn. Đáng yêu quá à, em bé sẽ có một người chị rất là tuyệt vời đúng không? Thôi con cứ ăn đi nhá. Mẹ một cái, con một cái được không? Này. À, thế con gấu này ít nữa con có nhường cho em không? Cắt. Rồi. Con gấu linh nhỏ. Cộng được cái này. Này 6. Bánh ngon quá. Masa. Cho em ăn cái bánh đấy chứ. Em ăn rồi mà. Em đi ra kia đi để cho chị học. Ăn kia. Không. Của chị. Chị cho em con gấu này nhé. Không. Con gấu này ba mua cho chị. Của chị. Mua đây. Không. Mua trả chị. Masa. Tại sao chị không nhường cho mình nhỉ? Là tại sao lúc mình được sinh ra chị yêu mình lắm cơ mà. Này con ơi, con nhớ lại chưa? Rồi ba ạ, ba ơi hình như con hơi ích kỷ thì phải. Tại em rất là đáng yêu nhưng cũng có thể là do con hơi ích kỷ quá. Con sai rồi ba. Con và hai chị em trong nhà phải thương yêu nhau con nhá. Vâng ạ. Em còn bé rồi. Con phải chăm em nhớ chưa? Vâng ạ. Masa. Ngồi đây. Em chẳng chỉ đi đâu trời. Đấy con, chị ngồi đây mà. Này con này, con thấy không? Em lúc nào cũng thương yêu con đi tìm con đấy. Con cũng yêu em lắm mà. Này, gấu của em này. Chị cho em chị. Bánh nữa. Cho em nè. Chị bác cho em ăn nhé. Chị yêu em đợi ạ. Chị yêu em nhất luôn mà. Bé yêu của chị mà. Nào ăn đi nha. Ăn đi. Đấy, ăn đi. Mềm ấy. Bánh mềm lắm. Yêu lắm ấy, cô em nhỏ ạ. Nhưng mà lần sau chị học không được lao vào giật sách của chị nhá. Biết chưa? Không là chị bảo ba là bà đánh đít đấy, biết chưa? Ba ơi, em rất là hay xé sách của em còn lúc con học cơ bà. Ê, lúc đấy con phải bảo em nhẹ nhàng nhớ chưa? Vâng ạ. Thôi ba đi, có việc đây. Ba chị em ngồi đi chơi đi nhá. Ăn đi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và